Bên hành lang Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên, một số đại biểu bày tỏ băn khoăn khi dự thảo vẫn còn một số điều khoản chưa đồng bộ với một số luật khác có liên quan, đặc biệt là các quy định liên quan đến các biện pháp giáo dục chuyển hướng đối với người chưa thành niên, trong khi đây đã là phiên thảo luận cuối cùng trước khi luật được đưa ra xin ý kiến Quốc hội thông qua. Cái đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục chuyển hướng thì bao gồm những em mà ở trường giáo dưỡng, cộng với lại những cái người phạm tội. Tuy nhiên thì theo luật xử lý vi phạm hành chính thì đối tượng ở trong trường giáo dưỡng thì lại gồm có hai đối tượng. Một là các em vi phạm pháp luật và hai nữa là những em mà có hành vi vi phạm pháp luật nhưng mà chưa phải là tội phạm. Vậy thì nếu như chúng ta quy định chung là đối tượng xử lý chuyển hướng, biện pháp chuyển hướng bao gồm các em ở trong trường giáo dưỡng thì vô tình là chúng ta gộp cả các em mà có hành vi vi phạm pháp luật nhưng lại chưa phải là tội phạm. Như vậy thì tôi nghĩ rằng nó chưa thống nhất với nhau và chúng ta cũng cần phải phân biệt một cách rạch ròi hơn. Những cái vấn đề ở đây làm sao là chuyển hướng. Ở trong cái luật này thì cái quan trọng nhất là vấn đề chuyển hướng xử lý. Khi mà nó là người chưa thành niên thì cái chuyển hướng xử lý từng giai đoạn điều tra, giai đoạn về truy tố, giai đoạn xét xử như thế nào đó để cho nó phù hợp. Tôi cho rằng cái đó là cái điều hết sức quan trọng. Cái thứ hai nữa là làm sao mà xử lý để người ta là có cái điều kiện để tiếp tục để trở thành một phát triển nó tốt hơn.